Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. MU quyết tâm mua bằng được Harry Kane. MU trả 10 triệu bảng chia tay Harry Maguire mùa hè này. Messi chính thức rời khỏi PSG. Neymar báo tin vui bất ngờ cho Man United. MU quyết tâm mua bằng được Harry Kane. Roy Keane cho rằng Man United không cần chiêu mộ Mason Mount, nhưng Harry Kane là một bản hợp đồng bắt buộc. Man United được cho là có quan tâm tới Mason Mount và Harry Kane. Ngoài ra, MU còn nhắm đến Declan Rice của West Ham. Huấn luyện viên Ten Hag đang có tham vọng rất lớn để biến Man United thành một đội bóng có khả năng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải tới. Roy Keane đã được hỏi về những tin đồn chuyển nhượng mùa này của Man United. Huyền thoại Quỷ Đỏ nhận xét: "Tôi không chắc chắn lắm về Mason Mount. Cậu ấy đã sa sút phong độ khá nhiều. Tôi biết cậu ấy có thể trở lại và cậu ấy có những phẩm chất. Tôi đã khen ngợi cậu ấy rất nhiều cách đây vài năm. Nhưng cậu ấy đã mất tích khoảng vài năm trở lại đây, gặp một vài chấn thương. Năm nay cậu ấy còn không được thi đấu dù Chelsea chơi tệ hại. Man United được liên hệ với rất nhiều cầu thủ, nhưng người khiến bạn cảm thấy thích thú nhất dĩ nhiên là Harry Kane. Tôi nghĩ Declan Rice cũng là một bản hợp đồng tốt. Nhưng về sự thích thú và một cầu thủ săn bàn, tôi muốn họ tất tay với Harry Kane. Nhưng liệu Tottenham Hotspur có bán cầu thủ cho Man United hay không? Rất khó. Huấn luyện viên Ten Hag không giấu giếm mong muốn bổ sung thêm một tiền đạo chất lượng vào đội hình của Man United mùa hè này. Anthony Martial chấn thương liên miên và đã lâu không thi đấu trọn vẹn 90 phút. Wout van Gors chỉ là một phương án chữa cháy và không có khả năng đem về bàn thắng. Kế hoạch chuyển nhượng của Man United vẫn đang bị trì hoãn bởi vấn đề ở thượng tầng. Nhà Glazer vẫn đang ngần ngại chưa chốt bán Man United và nhiều khả năng thương vụ mua bán này cũng không thể hoàn tất trong mùa hè. MU trả 10 triệu bảng chia tay Harry Maguire mùa hè này. Harry Maguire sẽ nhận 10 triệu bảng từ Man United nếu anh rời khỏi sân Old Trafford vào mùa hè này. Trận chung kết Cúp FA cuối tuần này có thể là trận đấu cuối cùng của Harry Maguire trong màu áo của Man United. Dù vậy, cầu thủ 30 tuổi nhiều khả năng chỉ ngồi dự bị trước Man City. Harry Maguire khiến Man United tiêu tốn 80 triệu bảng để chiêu mộ vào năm 2019. Nhưng hiện tại thì cầu thủ người Anh chỉ được định giá khoảng 30 triệu bảng. Lý do chính là bởi vì Harry Maguire không còn trẻ và cầu thủ này cũng đã thi đấu được 2/3 hợp đồng với Man United. Harry Maguire còn 2 năm hợp đồng với mức lương 190.000 bảng một tuần. Ở đội bóng mới, Harry Maguire chỉ nhận được lời đề nghị trả lương bằng một nửa con số nói trên. Như vậy, nếu muốn chia tay Harry Maguire ngay mùa hè này, thì Man United phải trả thêm 10 triệu bảng tiền lương nữa cho Maguire. Trung vệ người Anh chỉ xuất phát 16 trong số 61 trận đấu trên mọi đấu trường của Man United mùa hè này. Huấn luyện viên Ten Hag ưu tiên sử dụng Lisandro Martinez, Rafael Varane, Victor Lindelof và Luke Shaw ở vị trí trung vệ. Harry Maguire được sử dụng chủ yếu trong vai trò vào sân cuối trận và giúp đội bảo vệ thành quả. Tuần trước, huấn luyện viên Gareth Southgate cảnh báo Harry Maguire rằng tình trạng ngồi dự bị của anh ở Man United không thể kéo dài mãi mãi. Nếu tình trạng đó tiếp tục thì vị trí của Harry Maguire ở đội tuyển Anh không được đảm bảo. Chính huấn luyện viên Ten Hag cũng khẳng định không một cầu thủ nào hài lòng khi ở trong tình trạng của Harry Maguire. Ông cũng đánh tiếng cho cầu học trò cân nhắc tương lai vào mùa hè này. Messi chính thức rời khỏi PSG. Messi được xác nhận rời khỏi PSG trong lúc Bộ trưởng Bộ Thể thao Ả Rập Xê Út tiết lộ thông tin siêu hấp dẫn, bên cạnh còn có đề nghị lớn tới từ câu lạc bộ Inter Miami. Tương lai Lionel Messi tại Paris chính thức ngã ngũ. Siêu tiền đạo Argentina sẽ chia tay PSG vào cuối mùa, kết thúc lương duyên 2 năm với nhiều dư vị đắng hơn những ngày vui. Tôi có vinh dự được huấn luyện cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. PSG tiếp Clermont tại sân công viên Các Hoàng tử sẽ là trận đấu cuối cùng của Messi cho câu lạc bộ. Huấn luyện viên Galtier cho biết trước cuộc đối đầu ngày hạ màn Ligue 1 2 giờ ngày 4 tháng 6. Việc Messi rời khỏi PSG được loan đi thời gian qua và PSG chính thức xác nhận chỉ còn là thủ tục. Bố của Messi cũng là người đại diện được cho là đã thông báo với đội bóng Paris từ tháng 4 rằng con trai của ông sẽ không gia hạn hợp đồng. Thực tế, Messi từng có ý định ở lại Paris sau thành công tại World Cup 2022. Tuy nhiên, với chiến thắng của Argentina trước Pháp trong trận chung kết kịch tính, khán giả Paris trở nên kẻ lạnh với tay săn bàn 35 tuổi, nhiều lần lao ó, xúc phạm anh. Quan trọng, PSG cũng đã thay đổi thái độ, không còn sốt sáng giữ anh lại do muốn xây dựng đội hình quay xung quanh Mbappe và biến tân đội trưởng đội tuyển Pháp thành thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Trong 2 năm chơi bóng ở Paris, dù có mùa giải thứ 2 tốt lên nhiều, nhưng Messi không giúp được PSG ở đấu trường Champions League, thậm chí còn bị loại sớm ngay ở vòng 16 đội cả hai mùa liên tiếp. Messi chia tay PSG đã được nhiều người đoán từ trước và giờ mối quan tâm của số đông là bến đỗ tiếp theo của tiền đạo này. Có thông tin, chân sút chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 36 ngày 24 tháng 6 tới đã gật đầu sang Ả Rập Xê Út chơi bóng với đề nghị không tưởng từ câu lạc bộ Al Hilal. Thu nhập của anh tại đây sẽ là 400 triệu euro một năm, gấp đôi Ronaldo đang được hưởng tại câu lạc bộ Al Nassr. Thông tin càng trở nên nóng hơn khi mới nhất Bộ trưởng Bộ Thể thao Ả Rập Xê Út, đó là Abdul Aziz, đã cho biết về hai thương vụ đình đám tiếp theo ở đất nước này. Messi và Benzema, các câu lạc bộ sẽ chính thức thông báo điều này trong thời gian tới. Vị quan chức chỉ ra rằng việc công bố những siêu bom tấn đổ bộ tại Ả Rập Xê Út khả năng sẽ được thực hiện khi Messi và Benzema kết thúc mùa giải. Nhưng Messi không chỉ có câu lạc bộ Al Hilal từ Ả Rập Xê Út chờ sẵn. Khi theo những cập nhật mới nhất từ tờ Sport,
Inter Miami của David Beckham đã đưa ra lời đề nghị 200 triệu euro trong 4 năm đến số 10. Neymar báo tin vui bất ngờ cho Man United. Theo Daily Mail, Neymar chỉ đồng ý chuyển tới khoác áo Man United trong trường hợp phải chia tay câu lạc bộ PSG. Truyền thông Pháp khẳng định Man United sẵn sàng giải cứu Neymar trong mùa hè năm 2023. Thậm chí, Casemiro được cho là đang tìm mọi cách đưa người bạn thân tới sân Old Trafford. Cá nhân huấn luyện viên Ten Hag cũng đôi lần ẩn ý nhắc tới điều này. Khi nào có thông tin mới, chúng tôi sẽ sớm cho các bạn biết. Mới nhất, Daily Mail tiết lộ Neymar được cho là quyết tâm gia nhập Man United vào mùa hè khi không còn cảm thấy hạnh phúc tại PSG. Vấn đề lớn nhất đôi bên vào lúc này chính là mức lương khổng lồ của Neymar ở thời điểm hiện tại. Theo tờ L'Équipe, mức lương của Neymar ở PSG là khoảng 4,08 triệu euro một tháng, cao hơn Lionel Messi 3,37 triệu euro một tháng và gần gấp đôi Mbappe 2,2 triệu euro một tháng. PSG đã bỏ ra đến 222 triệu euro để chiêu mộ Neymar từ Barcelona. Số tiền này đã giúp ngôi sao người Brazil trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Thời gian thi đấu cho đội chủ sân công viên Các Hoàng tử, Neymar ghi 118 bàn sau 173 lần ra sân trên mọi đấu trường. Dù vậy, ngôi sao 31 tuổi được cho là gây thất vọng lớn khi không thể giúp PSG vô địch Champions League như kỳ vọng. Cũng liên quan tới MU, trang Liverpool Echo cho biết, Jack Harrison đang rất muốn rời khỏi Leeds United và sẵn sàng gia nhập Manchester United sau khi chứng kiến đội nhà phải xuống hạng. Jack Harrison là sản phẩm của Học viện Liverpool nhưng không tìm được cơ hội phát triển tại nửa đỏ vùng Merseyside. Tiền vệ người Anh sau đó gia nhập lò đào tạo Manchester United nhưng cũng không có nhiều không gian để phát triển. Sau đó, Jack Harrison có giai đoạn đầu quân cho Man City nhưng lại liên tiếp bị đem cho mượn. Phải cho đến khi khoác lên mình màu áo của Leeds United, cầu thủ sinh năm 1997 mới có cơ hội thể hiện tài năng và là một trong những chân chạy cánh có khả năng tạo đột biến cao tại Premier League. MU quyết tâm mua bằng được Harry Kane. Roy Keane cho rằng Man United không cần chiêu mộ Mason Mount, nhưng Harry Kane là một bản hợp đồng bắt buộc. Man United được cho là có quan tâm tới Mason Mount và Harry Kane. Ngoài ra, MU còn nhắm đến Declan Rice của West Ham. Huấn luyện viên Ten Hag đang có tham vọng rất lớn để biến Man United thành một đội bóng có khả năng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải tới. Roy Keane đã được hỏi về những tin đồn chuyển nhượng mùa này của Man United. Huyền thoại Quỷ đỏ nhận xét: "Tôi không chắc chắn lắm về Mason Mount. Cậu ấy đã sa sút phong độ khá nhiều. Tôi biết cậu ấy có thể trở lại và cậu ấy có những phẩm chất. Tôi đã khen ngợi cậu ấy rất nhiều cách đây vài năm. Nhưng cậu ấy đã mất tích khoảng vài năm trở lại đây, gặp một vài chấn thương. Năm nay cậu ấy còn không được thi đấu dù Chelsea chơi tệ hại. Man United được liên hệ với rất nhiều cầu thủ, nhưng người khiến bạn cảm thấy thích thú nhất dĩ nhiên là Harry Kane. Tôi nghĩ Declan Rice cũng là một bản hợp đồng tốt. Nhưng về sự thích thú và một cầu thủ săn bàn, tôi muốn họ tất tay với Harry Kane. Nhưng liệu Tottenham Hotspur có bán cầu thủ cho Man United hay không? Rất khó. Huấn luyện viên Ten Hag không giấu giếm mong muốn bổ sung thêm một tiền đạo chất lượng vào đội hình của Man United mùa hè này. Anthony Martial chấn thương liên miên và đã lâu không thi đấu trọn vẹn 90 phút. Wout van Gors chỉ là một phương án chữa cháy và không có khả năng đem về bàn thắng. Kế hoạch chuyển nhượng của Man United vẫn đang bị trì hoãn bởi vấn đề ở thượng tầng. Nhà Glazer vẫn đang ngần ngại chưa chốt bán Man United và nhiều khả năng thương vụ mua bán này cũng không thể hoàn tất trong mùa hè.